Thưa quý vị, Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến diễn ra trong 2 ngày 5 và 6 tháng 12. Hôm nay ngày 6 tháng 12, các đại biểu nghe hai chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đối với chuyên đề tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 29 đã đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2030. Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đời sống của nhân dân được nâng cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á. Về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khái quát một số kết quả nổi bật về không gian phát triển đất nước sau 35 năm đổi mới, chỉ ra một số bất cập hạn chế nhất định. Phó Thủ tướng lưu ý, phải trên cơ sở nhận thức quán triệt sâu sắc đầy đủ Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 10 năm, giai đoạn 2021-2030. Bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Căn cứ vào thực tế phát triển đất nước, đặc biệt là tổ chức không gian phát triển quốc gia 10 năm gần đây, xu thế phát triển trong nước và quốc tế. Phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các cán bộ đảng viên tham dự hội nghị. Thường trực Ban Bí thư lưu ý, bên cạnh học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên cũng cần nghiên cứu quán triệt bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Trung ương 6. Lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết. Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thông qua đó xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận một cách có hiệu quả, góp phần xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế xã hội.